Chào mừng các bạn đã quay trở lại với xe máy Hòa Bình Minh. Thì trong clip này thì chúng sẽ làm riêng về dòng xe Honda Lead, hay còn được gọi với cái tên thân thiện là Ninja Lead dành cho các chị em nhé. Thì với dòng xe Honda Lead này, chúng ta có một chiếc xe với động cơ là 125 phân khối, khỏe, mạnh, và đặc biệt hơn thì cốp xe của Honda Lead thì cực kỳ là to rồi. Đấy, chúng khảo sát rất là nhiều khách hàng khi mua xe Honda Lead và Vision, hỏi tại sao lại cô lại thích Lead hay là chị thích Lead, thì họ luôn nói rằng là vì họ thích một cái cốp đồ nó cực kỳ là rộng như thế này vào bên trong các bạn nhá. Rồi, với cái mức giá ở thời điểm hiện tại thì hiện tại Honda Lead đang có 3 phiên bản, thì ở đây mình cũng đã đầy đủ 3 phiên bản rồi. Một là phiên bản tiêu chuẩn màu trắng. Phiên bản tiêu chuẩn màu trắng này thì đang có mức giá là khoảng 38 triệu các bạn nhá, chưa bao gồm phí đăng ký và biển số xe. Đây, màu trắng này trắng Ngọc Trinh. Đấy, nhắc tới Ngọc Trinh thì có lẽ là chúng ta vừa có cái phốt cực kỳ là to đến Ngọc Trinh, và chúc cho nữ hoàng nội y của chúng ta sẽ vượt qua sóng gió nhá. Còn bản này là bản 38 triệu, đăng ký ở huyện 39.500, đăng ký thành phố khoảng 3 triệu nữa mọi người nhá. 38 triệu. Quá đẹp luôn mọi người này, nhìn này. Đấy. Bạn nào mà thích xe Lead đen trắng ấy, thì các bạn có thể là sơn thêm cả vành đen vào em Lead này với giá chi phí đâu đó khoảng là 1 triệu tư các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Rồi, các bạn có nhu cầu mua xe thì các bạn gọi điện cho Trung vào số điện thoại là 0965 050386 để được hỗ trợ mua xe các bạn nhé. Mình ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Đấy. Tiếp đến là Honda Lead này. Lead cao cấp thì năm nay có hai màu, là màu đỏ và màu xanh. Màu xanh mình đang không có ở đây, nhưng mình sẽ đã có là màu đỏ này. Đỏ này gọi là đỏ mận, không phải là màu đỏ tươi các bạn nhé. Giá nguyên xe dao động vào khoảng là từ 41 cho đến 41.500. Anh em nào muốn biết rõ thêm chi tiết, các bạn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0965 050386. Và các bạn lưu ý này, đối với Honda Lead, khi các bạn mua xe từ bây giờ đến hết 30 tháng 11 năm 2023 thì các bạn sẽ được tặng thêm một làm voucher mua hàng ở trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee này, Lazada, hoặc là Điện Máy Xanh, hoặc là Vinmart Cộng, các bạn nhớ nha. Và các bạn liên hệ với Trung để các bạn có thêm được những cái thông tin về dòng xe Honda Lead này, được chưa? Rồi, tiếp đến là về Honda Lead phiên bản màu bạc. Thì phiên bản này thì gọi là phiên bản đặc biệt các bạn nhá. Nó có hai màu, một là màu đen nhám và hai là màu bạc nhám như thế này. Thì bên mình bán cực kỳ là chạy cái phiên bản bạc nhám, vì đây là phiên bản đời mới, năm nay mới có ra mắt trong năm 2023. Thì giá dao động là khoảng từ 42.500 cho đến 43 triệu các bạn nhé. Bạn muốn biết rõ thêm chi tiết về dòng xe này thì cứ inbox cho Trung. Bạn nhìn này, cái phiên bản này thì bên mình đã lắp đặt thêm một vài bộ phụ kiện bảo vệ thân cho xe, như là lót sàn để chân cho xe này, để các bạn chống mưa, chống nước này, hoặc là chống vỡ sàn để chân này, hoặc một vài cái chi tiết ốp vào phần ống xả của xe này. Đấy. Và đặc biệt các bạn này, thời điểm này là thời điểm cuối năm rồi, anh em này đi mua xe thì các bạn nên trang bị thêm cho xe những cái bộ khóa, gọi là một là khóa chống trộm, hay là khóa định vị thêm cho xe, để các bạn là vào thời điểm cuối năm là cái thời điểm mà mất cắp nó cũng là khá là nhiều các bạn. Thì bên mình có bán thêm là khóa định vị này, khóa chống trộm cho xe này, để các bạn an tâm hơn về chiếc xe, đặc biệt hơn là đối với các bạn là đi học ở dưới Hà Nội, hoặc là đi học xa, hoặc là để xe ở những nơi mà không an tâm, được chưa? Đối với trả góp, các bạn trả trước cho Trung từ 8 đến 10 triệu nha. Thủ tục rất là đơn giản, căn cước công dân cộng với số tiền là 10 triệu và trên 18 cộng là các bạn có thể mua xe trả góp được rồi. À, giải đáp thêm này, một số các bạn 16 tuổi mà các bạn hỏi mình là mua xe trả góp được hay không, thì không mua trả góp được các bạn nhá. Phải đủ 18 tuổi trở lên thì các bạn mới mua trả góp được. Và cái thứ hai, nếu như bạn mới trên 16 tuổi thì bạn vẫn có thể mua xe trả thẳng được, nhưng với điều kiện là các bạn phải có căn cước công dân. Anh em nhớ chưa? Cứ có căn cước công dân là các bạn đã có thể mua xe trả thẳng được rồi. Được rồi. Có lẽ là mình kết thúc video ở đây thôi. Và trong thời gian tới thì Honda Lead sẽ có rất nhiều thay đổi về mức giá cũng như là chương trình khuyến mại. Các bạn có nhu cầu mua xe hay là liên hệ với Trung thì các bạn nhớ số điện thoại của mình chưa? 0965 nhá, 050386, và mình ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Xin chào các bạn.